Thưa quý vị, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đã xâm nhập vào cộng đồng. Đây là diễn biến mới nhất về COVID-19 tại Việt Nam, được chính Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông tin này được báo Tuổi Trẻ ghi nhận. Tại cuộc họp này, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch COVID-19 cho rằng, mặc dù đã thực hiện các giải pháp sớm mạnh, dứt khoát để ngăn chặn dịch xâm nhập, song vẫn phải chấp nhận thực tế rằng dịch bệnh đã xâm nhập vào cộng đồng. Cũng theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu không được mất cảnh giác với mọi ca bệnh mới phát hiện tại cộng đồng, không bỏ qua bất kỳ khả năng nào dù nhỏ nhất, tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Ban chỉ đạo thống nhất phải kiên định nguyên tắc từ đầu, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đây là chiến lược không thay đổi. Cùng với việc xác định nguồn lây, quan trọng hơn là phải thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Một tuần sau khi Thủ tướng yêu cầu cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4, các địa phương đã áp dụng một số biện pháp khác nhau như Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Sơn La thông báo cách ly 14 ngày với người đến hoặc trở về từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Một số tỉnh thành thu phí cách ly với những người trong diện này thay vì miễn phí như lâu nay. Hà Nội thì yêu cầu lực lượng chức năng xử phạt người ra đường nếu họ không có mục đích thiết yếu. Hải Phòng quy định người dân phải xin giấy phép xác nhận cho phương tiện ra ngoài thành phố và khi quay về sẽ bị cách ly tập trung. Thái Bình dừng việc di chuyển của người dân từ nơi có dịch về địa bàn tỉnh đến ngày 15 tháng 4. Xung quanh vấn đề này, báo VN Express đã ghi nhận ý kiến từ các chuyên gia khẳng định cách ly xã hội là cần thiết trong chống dịch. Song nhiều ý kiến cho rằng các địa phương không nên áp dụng biện pháp cực đoan. Báo VN Express cũng trích dẫn lời chỉ đạo của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, cách ly xã hội là giải pháp mạnh mẽ, chưa từng có tiền lệ và nếu chúng ta làm tốt thì sẽ ngăn được dịch COVID-19 lan ra cộng đồng và lây chéo. Tuy nhiên, ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Việt Nam chưa đến mức phải áp dụng tình trạng khẩn cấp về y tế, chưa đến mức công bố thiết quân luật hay phong tỏa. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải nghiên cứu thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân. Cũng liên quan đến tình hình dịch COVID-19, báo Dân trí đưa tin, Chính phủ sẽ xem xét nới lỏng, gỡ bỏ từ từ biện pháp cách ly xã hội hoặc quyết định tiếp tục thực hiện sau 15 tháng 4, tùy diễn biến dịch. Đến ngày 15 tháng 4, nếu còn phát sinh ổ dịch nào đó thì không thể dừng thực hiện chỉ thị số 16 về cách ly xã hội. Lúc đó phải tùy tình hình để đưa ra phương án ứng phó kịp thời. Trao đổi với báo chí về chỉ đạo của Thủ tướng chuẩn bị ứng phó với làn sóng COVID-19 thứ hai, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ dẫn lại kết luận của người đứng đầu Chính phủ tại cuộc họp ngày 6 tháng 3 là phải duy trì và thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16. Thời điểm cách ly xã hội vẫn duy trì từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4 và đây là giải pháp rất căn cơ quan trọng. Hiện nay chưa thể nói việc kéo dài thời gian cách ly xã hội hay không. Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, trước tình trạng thẩm lậu qua biên giới các mặt hàng hàng hóa thiết yếu và vật tư phòng chống dịch, nhất là khẩu trang và gạo, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị chính quyền các tỉnh ở Tây Nam Bộ tổ chức ngăn chặn. Cũng theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có văn bản gửi tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, yêu cầu các tỉnh này chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý Thị trường, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép đối với các mặt hàng nêu trên qua biên giới, đặc biệt đối với mặt hàng khẩu trang và gạo. Một thông tin cũng đang được dư luận quan tâm, đó là thông tin đua nhau bán tháo giải chấp bất động sản do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khiến thị trường bán tính bán nghi. Liên quan đến vấn đề này, báo Thanh Niên có bài điều tra khá chi tiết. Theo điều tra của báo Thanh Niên, chỉ cần nhấp chuột vào các trang mua bán nhà đất, ngay lập tức hàng loạt thông tin rao bán nhà đất cắt lỗ vì COVID-19 xuất hiện. Tuy nhiên, khi liên hệ vào số điện thoại rao bán thì rất nhiều thông tin sai lệch. Các nhà giá rẻ, hầu hết có sổ đỏ, ba chung là ba nhà chung một sổ đỏ. Đáng nói, đa số mức giá mà người rao bán nhà đưa ra chỉ là giá ảo để câu khách. Thực tế giá cao hơn nhiều. Rao chỗ quận này nhưng nhà ở quận khác, kế ngay bên là lời giải thích thường gặp. Ngược lại, cũng có hiện tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để ép giá người bán do gặp khó khăn. Theo các chuyên gia bất động sản, hiện tại rất ít trường hợp bán nhà đất cắt lỗ, giảm giá khủng vì dịch bệnh cũng mới có hơn 2 tháng. Những rao bán chỉ từ một số nhà đầu tư muốn đẩy hàng đi sớm, cắt lời chứ không phải cắt lỗ.